Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Nguyễn Công PC. Hẳn là trong thời điểm bây giờ thì vẫn có khá là nhiều anh em đang sử dụng cho mình những chiếc bàn phím cơ. Nhưng chắc chắn là cũng không ít anh em vẫn sử dụng những chiếc bàn phím thường. Thậm chí là anh em còn có thể là sử dụng những chiếc bàn phím giả cơ cơ. Và theo mình biết ý, thì sẽ có nhiều anh em sẽ có thể là sẽ không biết chiếc bàn phím giả cơ là gì, hay là làm sao để phân biệt được nó giữa chiếc bàn phím cơ, bàn phím thường hay là giả cơ như thế nào. Thì trong video hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu thôi. Bắt đầu video luôn nha. Trước tiên ấy, thì chúng ta hãy đến với khái niệm trước đi. Thì với một chiếc bàn phím bình thường ấy, là một chiếc bàn phím cao su ấy, thì cấu tạo của nó sẽ rất là đơn giản luôn. Ở bên trong thì anh em sẽ có một cái miếng nhựa để đặt đế thôi. Nó chỉ vốn là một cái đế bình thường ấy. Và chúng ta sẽ đặt một cái lớp, gọi là một lớp nhựa rất là mỏng lên trên. Và nơi đấy chính là nơi để chúng ta có thể nhận được tín hiệu của chiếc bàn phím. Thêm nữa là bên trên chúng ta sẽ có các cái nút cao su. Và những nút cao su này sẽ quyết định được cái tính đàn hồi của nút anh em. Và ngay bên trên đó chính là keycap. Và cái keycap này cũng là một loại rất là bình thường, bởi vì nó sẽ không có kiểu cấu tạo đặc biệt đâu. Và loại nhựa nó cũng sẽ rất là đơn giản. Và để nhìn chung về một chiếc bàn phím bình thường thì giá của nó sẽ rất là rẻ. Nó dao động khoảng từ 150k đến 300k cho một chiếc bàn phím bình thường. Và đương nhiên chính bởi vì giá thành rẻ như thế, thế nên là rất nhiều những cái văn phòng hay là những nơi công ty mà mua số lượng lớn cho nhân viên sử dụng thì đều sử dụng bàn phím bình thường này thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là chiếc bàn phím giả cơ đi. Thì đây là một chiếc bàn phím mà theo mình cảm thấy nó lai giữa bàn phím thường và bàn phím cơ. Bởi vì sao? Chúng ta vẫn sẽ có những loại keycap này, chúng ta vẫn sẽ có những kiểu những cái gạng nó làm giả công tắc ấy, và có cảm nhận được bấm nó độ khoảng 60-70% hiệu quả trước một chiếc bàn phím cơ. Thì đây cũng là một cái sự lựa chọn không hề tồi cho những anh em mà không có quá khó tính về chiếc bàn phím, thì chúng ta có thể mang về và sử dụng, bởi vì nó sẽ mang lại cho anh em cái cảm giác khá là giống bàn phím cơ. Tuy nhiên thì nó lại rẻ. Đây là một sự lựa chọn không hề tồi đúng không? Và chúng ta sẽ đến với cuối cùng, đó chính là chiếc bàn phím cơ. Bàn phím cơ chính xác nó tên nó là Mechanical Keyboard. Thì đây là một chiếc bàn phím mà sử dụng hầu hết tất cả linh kiện trong đấy đều là thành phần cơ học thôi. Chúng ta sẽ có là từng cái công tắc cho từng nút bấm một. Và bảng mạch của nó cũng được thiết kế rất là chỉnh chu và kỹ càng ấy. Nó sẽ có controller rõ ràng để cho anh em thể sử dụng đến từng phím và chính xác đến từng phát bấm. Đó là về khái niệm. Thế còn về trải nghiệm sử dụng thì sao? Thì với trải nghiệm sử dụng bình thường của một chiếc bàn phím cao su ấy, thì anh em sẽ có một, nói chung là nó rất bình thường, nó không có gì nhiều cả. Tuy nhiên là khác ở bàn phím cơ một cái là anh em phải ấn hết hành trình phím thì nó mới nhận cái điểm tiếp nhận ấy, thì nó mới nhận được tín hiệu. Thì nghĩa là anh em phải sử dụng nhiều lực hơn, và anh em cũng phải sử ấn nhiều hơn, và dẫn đến là dễ mỏi tay hơn nữa. Không những thế nhá, là về độ bền của nó nữa. Độ bền của nó thì anh em có thể cảm nhận được là nếu mà anh em sử dụng lâu một chiếc bàn phím cao su ấy, thì nó sẽ dần dần là cái cao su, cái lớp đàn hồi của cao su dần dần nó sẽ bị mài mòn đi, và phím rất dần dần nó lì đi. Anh em cứ nhớ là ngày xưa ở những cái quán net thông thường ấy, nó sử dụng bàn phím cao su thì lúc đầu những cái bàn phím mới sẽ rất là bấm rất ok, combo cái thứ rõ ràng đúng không? Nhưng mà sau một khoảng thời gian phím nó lì dần đi, rồi các phím bắt đầu nó cọc cạch và nó xúc giác, nó lung lay rất là dữ ấy. Thế nên là mình cảm thấy kiểu muốn đập luôn bàn phím rồi ấy. Đó là một điểm trừ, chính là độ bền của chiếc bàn phím thường. Lên bàn phím giả cơ thì chúng ta sẽ bền hơn một chút thôi. Tuy nhiên là bởi vì là cái cấu tạo bên dưới và cái điểm tiếp nhận của nó ấy, nó vẫn chỉ là cao su thôi. Thế nên là cái độ bền của nó sẽ được hơn bàn phím thường một chút, nhưng mà nó sẽ không thể nào bằng được so với chiếc bàn phím cơ. Và với một chiếc bàn phím cơ thực thụ ấy, thì anh em có thể đảm bảo được cho anh em là sử dụng trong vòng khoảng 2 năm rất thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì những cái chi tiết vật lý của nó ấy, nó được thiết kế rất là chuẩn này. Không những thế là những cái thành phần cơ nó đều được làm bằng một cái chất lượng rất là cao á. Thế nên là anh em có thể sử dụng được rất lâu dài. Không những thế nhá, cái công tắc hay chúng ta còn gọi cái switch ấy, thì nó có tuổi thọ bây giờ trung bình đã là trên 20 triệu lần nhấn rồi. Anh em có thể dùng thoải mái mà có khi dùng chán rồi. Nâng cấp bàn phím lên mà chiếc bàn phím đấy vẫn có thể dùng tốt cơ. Còn về các công nghệ được tích hợp bên trong bàn phím ấy, thì đây là một điểm cộng cực kỳ lớn khi mà nói về bàn phím cơ. Và anh em biết tại sao? Bởi vì là cái board của nó ấy, được thiết kế rất là công phu và tỉ mỉ trong từng chi tiết ấy. Thế nên là các công nghệ được tích hợp vào cũng nhiều hơn. Và điển hình như đó chính là anti-glassing và anti-rollover. Đây là hai cái công nghệ mà giúp cho anh em có thể sử dụng ấn cùng một lúc rất rất nhiều phím mà nó vẫn được nhận được tín hiệu của từng phím mà không hề bị nhầm lẫn ấy. Thì đây là một cái công nghệ nếu mà anh em chơi những kiểu các game tiết tấu cao này, các game cần combo nhiều hoặc là ấn nhiều nút cùng một lúc ấy, thì nó sẽ mang lại cho anh em một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Còn ngược lại, khi mà nói về bàn phím thường lẫn bàn phím giả cơ ấy, do cái cấu tạo của cái board nó rất là đơn giản và không cầu kỳ lắm đâu, thế nên là nó sẽ
nó chỉ cho anh em ấn cùng một lúc khoảng 6, 7, 8 phím, thậm chí là những bàn phím cao nó chỉ tầm khoảng 20 phím đổ về thôi. Thì cái mức nhận tín hiệu nó như thế nó chỉ vừa đủ cho anh em sử dụng cái nhu cầu bình thường. Có khi mà anh em muốn chơi game tốc độ cao hay là những game mà cần cái sự phản hồi nhanh ấy, thì những chiếc bàn phím thường hay là bàn phím giả cơ đều không thể nào đáp ứng được. Và đó chính là những cái điểm cộng rất là lớn của chiếc bàn phím cơ. Và nếu mà cho mình một lời khuyên, mình sẽ cho các bạn một lời khuyên đi. Nếu anh em chơi game tiết tấu cao và có nhu cầu hardcore về bàn phím ấy, thì chúng ta nên chọn một chiếc bàn phím cơ. Thứ nhất là về độ bền, nó cũng sẽ bền hơn hẳn. Về các công nghệ bên trong cũng ngon hơn, và chất lượng ấn trên từng cái nút thôi nhá, nó cũng đã cao hơn rồi. Còn nếu mà về anh em không có đủ tiền hay là không có kiểu quá nhiều điều kiện, hoặc là không khó tính với chiếc bàn phím, thì một chiếc bàn phím giả cơ nó cũng sẽ đáp ứng lại cho em khoảng 60-70% khi so với một chiếc bàn phím cơ thông thường đấy. Và chúng ta sẽ đi về phần cuối cùng là làm thế nào để nhận biết được chiếc bàn phím thường hay bàn phím giả cơ hay bàn phím cơ khác nhau như thế nào. Với bàn phím thường thì có lẽ là anh em đã quá dễ nhận biết rồi, bởi vì là anh em nhìn vào giá thành anh em sẽ biết luôn. Còn tuy nhiên là khi mà nói về phím bàn phím giả cơ và bàn phím cơ ấy, thì cái khoảng chênh lệch nó cũng không nhiều đâu, bởi vì là bây giờ những chiếc bàn phím cơ giá rẻ bên nó chỉ khoảng 500-600k, còn chiếc bàn phím giả cơ thì nó cũng có con nó lên 400k rồi. Thì cách phân biệt như nào thì anh em hãy thử là cái rút một cái keycap của nó ra ấy, anh em nhìn vào cái switch của nó. Khi mà một cái switch nó làm switch real ấy, anh em ấn vào anh sẽ biết ngay có những cái cảm giác rất là đặc biệt. Còn khi mà nói về một chiếc bàn phím giả cơ ấy thì nó sẽ không được thật, và cái nút ở bên dưới nó sẽ hành trình nó sẽ không được sâu đâu. Và thêm một cái nữa nhá, đó chính là bàn phím cơ ấy thì nó các loại switch thì nó đem lại cái trải nghiệm khác nhau. Anh em thử ấn vào những cái switch đấy thì nó sẽ có cái là tactile này, có cái là clicky, có cái lại chả có gì. Còn với trên những chiếc bàn phím giả cơ ấy, thường thì người ta sẽ chỉ làm giả được cái clicky thôi, còn cái tactile thì gần như sẽ là không có. Và đấy sẽ là cách phân biệt dành cho anh em giữa bàn phím cơ và phím giả cơ như thế nào. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay về cách phân biệt bàn phím cơ, bàn phím giả cơ hay bàn phím thường như thế nào. Không biết là anh em có ý kiến gì không, hay là anh em có một cách nào nữa mà nhanh hơn mình để phân biệt được rõ ràng là đâu một chiếc bàn phím giả cơ hay là bàn phím cơ, hãy cùng chia sẻ xuống bên dưới nhé. Và mình cũng sẽ còn một vài những chia sẻ nữa liên quan đến chuột hay là về màn hình máy tính trong một thời gian sắp tới. Nhớ là bấm đăng ký kênh Nguyễn Công nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.